Ô em ơi, mực sao rồi? Ăn quậy cho nó đều mực để cho nó thấm đều gia vị muối nè. Rồi, chiều rồi nào anh em mình cũng phải quậy mực để cho thấm đều mà muối nè. À, anh em thấy không? Anh em mình chơi vô ít nè, để là chiêu của mấy người đi biển nè. Không bao giờ con dòi nào dám bán mãn vô anh em ơi. Cho anh em sẵn khui cho anh em xem cái lô mực của mấy anh em luôn nè. Đó, anh em thấy không? Mực cái bữa, Vũ lấy quậy sơ cho anh em xem. Đó, lâu nào như lâu đấy nè. Đây, anh em thấy không? Uy tín luôn. Anh em. Uy gì, đây, dạ. Quay kiểm tra quay phải không anh em, quay bo mới nha. Bao nhiêu chiếc hàng bao hàng bữa nha. Bên Hàn Quốc luôn ơi. Dạ. À rồi ok, kiểm tra số điện thoại kỹ giùm nha. Em bỏ đầy đủ vô chưa chứ qua tới Hàn Quốc nha. Dạ, bánh tráng, ớt đầy đủ. À, người đây là em gái đây là ở Nghệ An luôn, ở gần Bảo Hộ luôn, Nam Đàn Nghệ An luôn nè. Bữa ship anh nói anh 20 hũ, không bơm hàng đâu chắc chắn rồi đó. Kiểm tra mực đồ gói kỹ càng cho anh chưa anh? Anh ghi là đáng quá kỹ để ship qua Nhật rồi đó nha. Dạ, em qua thêm gì đó cho người ta không? Nêm cái bánh tráng, một lạng ớt. Ờ vậy ha, tranh thủ. Dạ. Ra đóng lại không lỡ. Trời ơi. Đó, anh em mình tranh thủ. Quá thơm luôn. Đó, cho anh em xem mấy cái lô của mấy anh em mình luôn. Đấy. Đấy. Còn cái lô kia mới mưa sáng. Cái kia mới hồi sáng quậy được không? Đó. Anh em nhìn mấy anh em mình làm nè. Quy trình nè, chú tắt sao cho anh em xem. Đó, anh em mình quấn đồ chơi mật khẩu này, cấm vào không phần sự miếng vào. Sao luôn. Đồ lâu luôn em. Rồi xong rồi anh em mình chụp cái mồm lại rồi quấn ngay các kiểu. Đó. Kỹ rồi, kỹ từ như vậy nha. Anh em tranh thủ nhắm vào vô hàng đặt hàng. Cái lô mật này cực kỳ ngon nha. Anh em tranh thủ. 5 ngày nữa, tầm 4 ngày nữa. 3 ngày nữa em ơi. 3 ngày nữa là ship. Mực quá đẹp luôn. Ví bài không? Mực này mà anh em mình lấy chim tôm khủng luôn. Quá đã, quá xà đã các bạn ơi. Nhanh tay anh em ơi.